Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Triệu Authentic. Ngày hôm nay thì em về với được cho các bác. Đây là một cái mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko. Cái chiếc này thì nó là một phiên bản quốc tế thôi, nhưng mà về cái thiết kế và cái độ hoàn thiện của chiếc này em phải gọi đánh giá khá là cao về cái mẫu sản phẩm Seiko này. Đấy, và nếu như các bác thấy cái chiếc này nó hay và hợp lý thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số offline 0969732822 để em tư vấn trực tiếp cho các bác nhé. Ở đây thì nó sẽ là một cái chiếc đồng hồ đầy đủ hộp sổ và có một quyển sổ cho những con đồng hồ với cỗ máy đầu máy 4R các bác nhé. Đây là từ đầu máy 4R 35 đến máy 4R 71. Chúng ta sẽ đi vào ngay với chiếc đồng hồ này. Cái chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có cái thiết kế khá là to bản đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái mặt dial của chiếc này nhé. Mặt dial của chiếc này thì nó sẽ có trong mình là một cái mặt dial màu xanh, hơi ngả màu xanh dương các bác nhé. Xanh dương này thì nó kiểu xanh dương nhạt thôi. Đấy, và về cái phần cái mặt dial của chiếc này thì nó đặc biệt, cực kỳ đặc biệt luôn. Nếu như mà các bác để ý thì nó sẽ lộ ngày và lộ thứ ở trên cái mặt dial này. Ở đây để em cho các bác xem về cái cách chỉnh giờ của nó này, chỉnh lịch ngày này. Đó, cái hiệu ứng của cái chiếc này em phải gọi đánh giá khá là cao. Đây là chỉnh lịch giờ các bác nhé. Đây là chỉnh lịch giờ này. Đấy, sau đấy chúng ta nấc ra một nấc thôi. Chúng ta chỉnh lịch ngày. Đây, như thế này. Đó, các bác có thể thấy này. Đấy, cái hiệu ứng chỉnh ngày thì nó, các bác chỉnh thì nó sẽ thấy được luôn. Đó, thấy được luôn cái vòng ngày của nó là như thế nào. Đó, cái chức năng này ấy, cái chi tiết này thì nó sẽ giúp ích cho các bác rất là nhiều khi mà ví dụ như các bác quên lịch ấy, thì các bác có thể nhìn về cái chiếc đồng hồ này thì chúng ta có thể ướm được cái ngày mà chúng ta có công việc gì đấy thì chúng ta sẽ ướm được cái ngày này ở trên cái chiếc đồng hồ này, rất là chuẩn luôn. Đó, và cái chiếc này là một phiên bản Seiko 5 kiểu dáng sport các bác nhé. Và cái kiểu dáng này thì các bác có thể thấy rằng là nó khá là hầm hố này. Đấy, con này gần giống như là một con SRPC ấy. Đấy, con này thì ngày trước thì em cũng đã quay cho các bác một chiếc rồi, khá là to bản. Đây, cái xe mặt của chiếc này để em đo cho các bác xem này. Xe mặt của em này tầm 42. 42 thì sẽ phù hợp với cổ tay của các bác đâu đấy trên 16 nhá. Trên 16 các bác đeo những chiếc này thì vô cùng hợp lý. Đây, em sẽ lên tay thử cho các bác này. Đó. Đây, đối với cổ tay của em là cổ tay 16 nên tay chiếc này nhìn khá là vừa vặn. Đấy, các bác nào mà cổ tay to hơn một chút nữa thì các bác đeo những con này thì cũng vô cùng hợp lý. Đó, và cái chiếc này thì chúng ta sẽ có thiết kế 3 kim, một ô lịch kép ở hướng góc 3 giờ này. Đấy, và các kim ngọc giờ của nó thì làm kiểu đặc trưng đến từ nhà Seiko về cái chiếc những cái chiếc đồng hồ Seiko 5. Đấy, thiết kế này là thiết kế đặc trưng của nó rồi. Và đặc biệt hơn thì đối với Seiko thì nó sẽ có dạ quang cực kỳ sáng. Đấy, nếu mà để nói mà dạ quang sáng thì chúng ta chỉ nhắc đến Seiko thôi. Tại vì Seiko là nó làm những cái thiết kế dạ quang của nó cực kỳ sáng luôn. Đó, và cái con này thì nó sẽ có một cái viền bezel ở bên ngoài. Đấy, viền bezel bên ngoài thì nó sẽ xoay một chiều các bác nhé. Xoay ngược theo chiều kim đồng hồ để chúng ta có thể canh giờ hoặc là hẹn giờ gì đấy cho cái chiếc đồng hồ này. Đó, và nó sẽ có một cái núm chỉnh ở hướng góc 4 giờ. Ở bên cạnh thì nó sẽ có hai cái đai bảo vệ núm chỉnh này các bác nhé. Đó, và đi kèm vào đấy thì nó sẽ có cho mình là một bộ dây thép đúc đặc. Đấy, một bộ dây thép đúc đặc cho nên là các bác đeo trên tay những chiếc này thì vô cùng đầm tay luôn. Đấy. Đi kèm vào đấy thì nó sẽ có thêm một cái khóa khóa kép các bác nhá. Đây, khóa kép của nó đây này. Đó, nếu như mà các bác vô tình chẳng may mà cái tay của bác lỡ bấm vào cái khóa này thì nó vẫn còn có khóa kép để nó giữ lại với chiếc đồng hồ này. Đấy. Và cái chiếc Seiko 5 này thì nó sẽ có mã hiệu của nó là SRPG 45K1 các bác nhé. Và nó được trang bị trong mình một cái đầu máy caliper là 4R36. Và cái chiếc này thì nó sẽ có tần số dao động là 21.600. Đi kèm vào đấy là 24, 24 chân kính các bác nhé. Còn ở phía mặt đáy của nó thì sẽ có gì? Ở phía đáy của nó thì nó sẽ có ghi thông tin là water system của con này, độ chống nước con này lên đến 100 mét nước các bác nhé. Stainless steel toàn bộ một cái chiếc đồng hồ này đều được làm bằng thép chuyên dụng chống gỉ 316L và đầu máy caliper này 4R36 chữ rồng chữ Seiko các bác. Và đặc biệt hơn thì cái phần đáy của nó thì nó sẽ làm mặt đáy hở nhưng mà nó được thiết kế với một mặt kính đen cho nên là nhìn nó khá là kín.
Đấy, về cái chiếc đồng hồ này khi các bác tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ấy, thì nó mới lộ ra được cái phần bộ máy bên trong của nó. Đấy, cho nên là cái về cái chiếc này thì cái thiết kế với kiểu dáng của chiếc này em nghĩ rằng là nó khá là độc đấy. Nếu như các bác nào mà hợp phong thủy với màu xanh thì các bác càng càng nên cân đối ha. Với mức giá của em này thì em đang để với mức giá cực kỳ tốt, với mức giá của nó là 5 triệu rưỡi. Các bác nào quan tâm thì qua có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 732822 để em tư vấn trực tiếp cho các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Cuối thì chúc các bác thật nhiều sức khỏe và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.